Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Xin giới thiệu tới bạn chiếc chân trống dùng để lắp cho xe đạp. Đây là chiếc chân trống hai ốc bạn nhá, lắp cho những chiếc xe mà nó có cái tai ở trên cái khung, có sẵn hai vị trí lỗ để mình lắp cái chân trống này vào được. Đây là chiếc chân trống gọi là bằng hợp kim nhôm và có thể là điều chỉnh được cái chiều dài của chân trống bạn nhá. Điều chỉnh được cái chiều dài của chân trống này, mình lấy lỏng con ốc này ra. Sau đó mình sẽ kéo lên hoặc đẩy lại để cho nó phù hợp với cái độ nghiêng của xe phù hợp. Sau đó mình siết lại là xong. Đây là chiếc chân trống hai ốc điều chỉnh được bằng nhôm bạn nhé. Và cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.